Quý vị và các bạn đang tiếp tục chương trình Chào buổi tối với tiểu mục Chuyện tối nay. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến cái tên độc đáo Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì có lẽ ít ai lại không biết, đúng không ạ? Không chỉ là một người dẫn chương trình xinh đẹp nổi tiếng mà Kỳ Duyên còn được hâm mộ về sự trẻ trung, về vẻ đẹp, sự thông minh và tài trí của mình. Thậm chí Hoa hậu Việt Nam hiện nay của chúng ta, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì cũng là do mẹ của cô đặt cho cô tên giống như MC Kỳ Duyên do quá mến mộ nữ MC tài năng và xinh đẹp này. Vâng, và mới đây thì MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng đã bén duyên với điện ảnh khi đóng một vai nữ chính trong bộ phim tên là Nữ Đại Gia, tài sắc vẹn toàn. Nhưng dường như là tình duyên của Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì không mấy suôn sẻ. Nói là đa đoan đúng như là một câu nói trong Kiều là tài tình chi lắm, cho đời trời đất ghen. Và nhân dịp Nguyễn Cao Kỳ Duyên về Việt Nam để ra mắt bộ phim đầu tay của mình, phóng viên Chào buổi tối đã có dịp được trò chuyện với cô về tình yêu, về quan niệm hôn nhân và những cuộc tình mà Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã từng trải qua. Và trước khi đến với những chia sẻ của cô, chúng ta hãy đến với những hình ảnh sau đây. Nguyễn Cao Kỳ Duyên, quê gốc tại thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây, nay thuộc Hà Nội. Cô tốt nghiệp xuất sắc ngành luật tại Đại học Western State ở Mỹ và trở thành luật sư sau khi kết hôn, sinh đứa con đầu lòng. Do áp lực về công việc, lúc nào cũng phải nghĩ tới việc phải làm sao thắng kiện, khiến chị quyết định bỏ nghề để ở nhà chăm con. Và rồi đến một ngày, người ta phát hiện chị có khiếu ăn nói trên sân khấu. Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng của Nguyễn Cao Kỳ Duyên là trong vai trò của một người dẫn chương trình tại cuộc thi Hoa hậu áo dài ở Long Beach, California. Lần ghi hình đầu tiên là vào năm 1993 trong video của trung tâm Hollywood Night. Nguyễn Cao Kỳ Duyên thường biểu diễn tại Las Vegas, California, Mỹ và Paris, Pháp. Đến nay, Nguyễn Cao Kỳ Duyên nổi tiếng không chỉ bởi nhan sắc trời phú mà còn là một người phụ nữ đa năng. Thế nhưng thành công trong sự nghiệp bao nhiêu thì đường tình duyên của chị lại lận đận bấy nhiêu. Hai lần kết hôn và hai lần ra tòa. Giờ đây Kỳ Duyên là bà mẹ đơn thân nuôi hai con cái của người chồng đầu tiên. Xin chào chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên và rất cảm ơn chị đã dành thời gian để chia sẻ với khán giả của chương trình Chào buổi tối. Xin chào tất cả khán giả của Chào buổi tối và chào Ngọc Đức. Trước tiên xin được chúc mừng với vai diễn đầu tiên của chị trong bộ phim Nữ Đại Gia, và chị nhận được cái phản hồi như thế nào rồi? Hôm ra mắt ở Sài Gòn là lần đầu tiên Duyên được coi cái phim đó. Thì cái này Duyên nói thật sự không phải là vì của mình mà mình khen, tại vì thứ nhất là mình coi bao giờ mình cũng là cái người khán giả khó tính nhất với chính mình. Mình coi để mình kiếm cái lỗi thôi, chứ không phải là ấy. Thì đây là một cuốn phim mà Duyên có thể hãnh diện mà mời bạn bè đi coi. Còn nếu mà thật sự mà tệ quá đó thì mình cũng nhẹm luôn. Và đây là một cuốn phim mà Duyên có thể hãnh diện để nói ok, các bạn nên đi coi và sẽ không thấy mất thời gian và không thấy thất vọng. Còn nếu mà gọi là thấy hay tuyệt vời thì Duyên không dám nói, nhưng mà ít nhất là sẽ không có thất vọng. Vâng, đấy là trong phim. Vậy ngoài đời thì quan điểm tình yêu của chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên là như thế nào ạ? Và trong tình yêu đôi lứa thì chị có mãnh liệt không ạ? Tất nhiên mãnh liệt 100%. Yêu là không giữ lại một tí nào. Mà em cứ tưởng tượng như là em nhảy từ trên lầu nhảy xuống đó. Nếu mà là trong tình yêu đó thì chị sẽ nhảy từ trên lầu 20 nhảy xuống, mà nhảy bằng đầu trước rồi tính sau. Vậy nếu để bây giờ mà ngồi nhẩm nhẩm mà nhanh thì chị có nhớ được chị đã trải qua bao nhiêu mối tình không? Ôi giời ơi, bây giờ để chị coi coi, có 10 ngón tay của chị, 10 ngón chân của chị, chắc phải mượn thêm 10 ngón tay và 10 ngón chân của em. Chị nói đùa thôi. Thật ra cũng không nhớ được hết. Trên dưới 10. Hiện tại thì người bạn trai đang song hành bên chị thì quãng thời gian thì đã là gần 10 năm rồi. Đó là một thời gian không hề ngắn. Nhưng mà đến bây giờ thì hai người vẫn chưa đi đến hôn nhân. Vậy vì sao là có sự thận trọng như thế này ạ? Có lẽ vì không tiến tới hôn nhân nó mới được tới gần 10 năm đấy em. Tại vì hoặc là không may mắn hoặc là số kiếp thì chị không có cái may mắn về cái đường hôn nhân. Và anh bạn chị ấy cũng đổ vỡ một lần. Thành ra có thể tụi chị thấy là cái cách thích hợp cho cả hai là không có bó buộc nhau, không có bó buộc vào một cái hôn nhân, và khẳng định là ngày nào mình còn ở với nhau là thật là mình yêu nhau, và ngoài ra mình không có một cái ràng buộc hay bổn phận gì cả, thì nó thoải mái, nó nhẹ nhàng. Và có lẽ vì vậy mình thật sự đến với nhau như một đôi bạn thôi. Thành ra nó lại
từ từ cứ đếm từng ngày một mà nó đi tới thời gian này, và đây là cái mối tình lâu nhất và bền nhất của chị trong cuộc đời. Nhưng mà để mà quyết định mà chỉ là song hành với nhau như thế thôi, không có sự ràng buộc, chắc hẳn là chị cũng phải trải qua nhiều những cái trải nghiệm hay là những nhiều cái sóng gió để cuối cùng mình chọn một cái con đường nó không ràng buộc như vậy. Đúng, tại vì mình cứ mong có bến đậu, nhưng mà cái hôn nhân đâu phải là cái bến đỗ. Tại vì bằng cớ là bao nhiêu cái hôn nhân tan rã, theo thống kê thì gọi là hơn 50%, chị không biết ở Việt Nam sao, nhưng mà ở hải ngoại là như vậy. Thành ra đối với chị, một cái tờ giấy nó không cam kết được cái gì cả. Và đối với chị thì mình càng giữ chặt nhau thì mình càng dễ mất. Đối với chị hôn nhân là như vậy, tại vì khi tôi thề thốt là dù gì đi nữa, dù anh có bệnh tật, anh có bạc đãi tôi, anh có gì, tôi hứa sẽ yêu anh đến trọn đời. Thì ngược lại, vì mình cảm thấy chắc ăn quá, sẽ có một cái phần nào nó mất đi cái sự lãng mạn, cái sự tình tứ, cái sự cố gắng. Tôi sẽ không cố gắng, tôi trao chuốt cho anh làm gì nữa. Đối với người đàn ông, tôi về tôi sẽ không còn cưng chiều, hay là tôi cho là vợ là phải như vậy rồi, lấy rồi về nhà trông con rửa chén, họ khi vợ tôi nấu cho tôi một bữa ăn cơm, tôi sẽ không coi đó là một cái gì quý như lúc hai người mới đi chơi. Em mời anh về tới nhà em nấu một bữa cơm, hồi giờ anh thích lắm, nhưng mà lấy về rồi ngày nào em không nấu em còn bị nạt nữa. Thì những cái đó đối với chị là những cái mà nó giết chết cái tình yêu lãng mạn trong hôn nhân. Còn khi cái con đường mà chị chọn bây giờ, mà tất nhiên chị không nói là nó đúng với mọi người, nó chỉ đúng cho bản thân chị, thì hai bên đều phải giữ nhau. Tôi ở với anh hôm nay thôi nhá, nhưng nếu tôi không bằng lòng, tôi có quyền đi. Nếu anh không bằng lòng, anh có quyền đi. Vậy thì cả hai đứa cùng phải ráng để giữ nhau. Thì như vậy, cho tới giờ này đối với chị, nó còn hạnh phúc. Nguyễn Cao Kỳ Duyên kết hôn lần đầu với bác sĩ nổi tiếng Nguyễn Quang Ly. Cuộc hôn nhân được cho là vô cùng môn đăng hộ đối này, cho ra đời hai cô con gái là Jenny và Miley. Chồng bác sĩ, vợ luật sư, cuộc sống sung túc, giàu có, tưởng là không còn gì bằng. Thế nhưng cuối cùng thì vẫn đường ai nấy đi. Năm 2004, ở tuổi 39, Kỳ Duyên gặp nam luật sư kiêm MC Trịnh Hội. Thế nhưng chỉ sau 4 năm, cả hai bất ngờ tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Lý do được đưa ra là vì cả hai xa nhau quá nhiều. Sau hai cuộc kết hôn và ly hôn, Kỳ Duyên dường như suy sụp. Tuy thế, trái tim trẻ trung luôn khao khát được yêu của cô lại rung lên một lần nữa. Cô nhanh chóng dạng người trở lại với cuộc tình thứ ba, một người đàn ông kém tuổi, đẹp trai và tài hoa không kém là David Duy Hân. So với hai người đàn ông trước, David Duy Hân nổi trội hơn hẳn về phong độ và ngoại hình. Nhiều người thắc mắc rằng tại sao ở tuổi 50 Kỳ Duyên vẫn giữ được bên mình người đàn ông như thế. Mặc tin đồn David Duy Hân từng là tình cũ của Hồ Ngọc Hà, Kỳ Duyên vẫn vui vẻ khẳng định cả hai không quan tâm đến quá khứ của nhau. David luôn có mặt bên cạnh Kỳ Duyên dù ở bất kỳ đâu, bất kỳ show diễn nào. Họ sánh đôi với nhau như hình với bóng. Giờ đây, Kỳ Duyên nói rằng cô không cần một cuộc hôn nhân, chỉ cần một tình yêu bên mình là đủ. Vậy nhìn lại thì chị có biết được là cái cuộc nước của hôn nhân không trọn vẹn của mình ấy, nó sai ở chỗ nào không? Sai là chỗ lấy nhau. Nếu không hôn nhân thì chắc còn. Riêng bản thân chị là vì mình lấy nhau rồi, mình sợ mất nhau quá, mình siết chặt nhau quá. Siết là về phía chị không nói về phía, tại vì đàn ông thì lúc nào cũng muốn bung, còn đàn bà mình là muốn siết và muốn giữ, và mình càng muốn siết thì họ càng muốn bung. Hôn nhân là một cái gì rất riêng biệt và mỗi hoàn cảnh nó khác nhau, mà đúng như các cụ nói, ở trong chăn mới biết chăn có giận. Thành ra thứ nhất là hôn nhân chị tin vào là cái duyên số, có cái nợ, có cái duyên. Và thứ nhì là mỗi một hoàn cảnh nó đều khác nhau, và mỗi một con người khi cái chuyện đó xảy ra, cái cư xử nó sẽ khác nhau. Vì ví dụ bây giờ cái chuyện này xảy ra, chị sẽ cư xử như vậy, nhưng mà khi chị khuyên em sẽ không như vậy. Tại từ cái bản tính tới cái gì em được bố mẹ em dạy, nề nếp xã hội, gia đình, tất cả cái đó nó đã thành hình là Ngọc Đức.
thì không thể nào Ngọc Đức sẽ cư xử giống Kỳ Duyên được. Thành ra dù chị nói ok chị sẽ làm như vậy đó, nhưng mà chị nói em về em đâu có làm được, hay là ngược lại. Còn bây giờ đối với cái gọi là cái thí nghiệm mới của chị đó, là tôi không siết. Anh muốn làm gì anh làm, anh muốn đi chơi với bạn anh đi, anh muốn thoải mái, tôi không gì hết. Thì cái người bạn của chị khi mà ông lại được toàn quyền để tự do thì ông không thấy cái tự do là quý nữa. Chị sẽ bây giờ là chỉ yêu và sống hết mình thôi chứ không bao giờ cưới. Liệu có thế không ạ? Chị cũng không nghĩ là chị không bao giờ nói không bao giờ. Tại đó, tại vì mình cũng đâu có biết, ngay cả nói không bao giờ cũng là một cái bảo đảm rồi. Mình là con người thì mình không thể nào bảo đảm. Mình nói thì nói chơi thôi, nhưng mà mình là con người, mình vẫn bị lệ thuộc vào những cái tác dụng ở bên ngoài. Thành ra đối với chị không hứa bảo đảm với ai hết. Tới cái kinh nghiệm tại đã hứa rồi và không giữ lời được, thành ra bây giờ chị sẽ không hứa. Không biết nếu một ngày nào đó anh trở thành tỷ phú thì mình phải lấy chứ, để mình giữ tiền chứ. Rất cảm ơn những chia sẻ của chị và chúc cho vai diễn đầu tiên của chị trong bộ phim Nữ Đại Gia sẽ được khán giả yêu mến. Xin cảm ơn tất cả các khán giả của chương trình Chào Buổi Tối. Và ngồi nói chuyện hai chị em thân mật thì Kỳ Duyên cứ quên là có khán giả, nghĩa là bao nhiêu triệu người ngoài đó. Nếu mà Kỳ Duyên có lỡ lời nói cái gì thì xin quý vị tha thứ và cứ nghĩ đây là một cái ý kiến riêng của Kỳ Duyên thôi, và chắc chắn là cái đó là không áp dụng cho mọi người. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, có lẽ qua cuộc trao đổi vừa rồi của phóng viên Chào Buổi Tối với MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì quý vị khán giả đã hiểu thêm về con người của chị ở phía sau ánh đèn, một người phụ nữ rất là kiên quyết và mạnh mẽ trong tình yêu, nhưng mà vẫn có một trái tim lúc nào cũng mong muốn được nâng niu và đồng cảm, đúng không ạ? Vâng, quý vị và các bạn thân mến, những chia sẻ của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên về tình yêu và hôn nhân đã khép lại chương trình Chào Buổi Tối của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.